Chi Tín review nhà triệu đô, building phố Quảng An, Tây Hồ. Bất động sản nằm tại vị trí đối diện khách sạn đẳng cấp Sheraton. Con phố Quảng An có đường Xuân Diệu cắt ngang với rất nhiều các tòa nhà, căn hộ sang trọng. Cách khách sạn Intercontinental Hà Nội Westlake khoảng 500m. Tòa building có diện tích 220m², 7 tầng. Giá chủ đang chào bán 1xx tỷ. Bất động sản View Hồ Tây là một trong những loại bất động sản đẳng cấp, khẳng định vị thế của gia chủ. Hồ Tây được ví như là đại dương xanh biếc giữa lòng Hà Nội. Con phố Quảng An có rất nhiều các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng, thu hút rất nhiều du khách nước ngoài tới đây. Mọi thông tin chi tiết về tòa building này hay anh chị có nhu cầu đầu tư, thanh khoản, bất động sản Hà Nội, inbox cho chị Tín để được hỗ trợ tận tình nhất. Follow kênh của chị Tín để săn nhà triệu đô.